Kính chào cô chú anh chị nha. Hôm nay nhà vườn bonsai mini Thanh Ngân lên một clip chia sẻ với cô chú anh chị. Em cắt cái cây tre lại nha. Cây tre ngà mà hôm nay nó tốt tới mức độ vậy rồi cô chú anh chị ơi. Trời mới vừa mưa xong nó quằn hết trơn vậy, nó tốt quá rồi em cũng phải cắt lại. Cắt lại để cho lá nó sẽ nhỏ hơn, nó sẽ đẹp hơn. Em cũng đã chia tay ra hết rồi. Em sẽ cắt cho cô chú anh chị xem nha. Trước tiên là nhà vườn bên em có địa chỉ 1047/3C phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh nha. Có số giao lưu với cô chú anh chị về những cây bonsai, về tre là nhiều nha cô chú anh chị. Số điện thoại là 0902781725 nha, số đó có giao lưu luôn. Đó, thì hôm nay em sẽ cắt cái cây tre này nha. Cắt cây tre này. Đó, giờ mình không thể thấy được cái thân tre luôn nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị chờ em một chút xíu nha. Tại vì có một mình em cắt à, thì em sẽ cắt khoảng cỡ gần nửa cây, em sẽ quay lại cho cô chú anh chị xem, rồi em sẽ cắt hết nha. Rồi em chia sẻ thêm những cây tre khác nha cô chú anh chị. Bắt đầu là bây giờ em sẽ cắt nha. Đó, cô chú anh chị, em mới cắt sơ qua được khoảng cỡ 50% rồi đó. Thì những cái chi nữa nè, những cái chi nó ra như thế này nè, em cắt bấm trở lại cho tay chi nó dày hơn đó. Đó thì khoảng được trống ra cô chú anh chị được 50% rồi nha. Để nhìn ra như thế này nè, mình mới nhìn thấy rõ từ thân á cô chú anh chị, thì cây mai mốt nó lên lại á, nó từng chùm theo tay chi mình chia ra hẳn rồi đó. Đây em chỉ cắt 50% thôi mà số lượng nhánh nó đã bao nhiêu đây rồi nè. Khi em cắt em chia sẻ với cô chú anh chị là điều như thế này. Ví dụ đây nè, cái mầm nó đây, mầm mục nó nằm chỗ này, thì mình sẽ cắt trên mầm mục nó nha. Như đây cũng vậy nè, cái mầm mục nó nằm đây, mình sẽ cắt trên cái mầm mục cho cái chỗ này nó nhảy ra. Thì khi nó nhảy đợt 2 á, thì bắt buộc lá nó sẽ nhuyễn lại nha. Lá nó sẽ nhuyễn nhỏ hơn cái đợt đầu nha cô chú anh chị. Tại đợt đầu thì cây rất là khỏe, rất là tốt. Nó như thế đó. Rồi còn cái phía trên đây nữa nè, em sẽ cắt một lần nữa nha cô chú anh chị. Rồi em đã cắt xong cái cây rồi cô chú anh chị. Đó. Khi cái cây lúc nãy nó tốt bao nhiêu thì bây giờ là em cắt ra hết tàn, còn cái khu đọt, cái đầu đọt nó trên đây em vẫn còn chừa hơi cao một tí, nhưng mà phía dưới đây thì em cũng cắt trở lại. Cô chú anh chị thấy cái dấu, những cái dấu em cắt nè, cắt để chừa những cái mầm mục nó sẽ nhảy lại nè, nó mầm mục này nè, nó sẽ nhảy lại. Chứ mình đừng có cắt mà sát vô nha cô chú anh chị, cắt sát vô trong đây là trong đây nó sẽ nhảy lại nhưng mà rất là yếu nha, nó cũng nhảy lại nhưng mà rất là yếu. Còn mình cắt như thế này để là mai mốt lá nó sẽ nhuyễn lại, lá nó ra lại mà lần sau này chừng khoảng chừng một tháng sau cô chú anh chị, một tháng rưỡi sau lá nó sẽ nhuyễn trở lại. Thì cây này cũng rất là to nha. Cây này em cũng đã thành công với cái cây này. Cái tre này rất là thành công. Với em thì nó khá là to. Nhìn cái thân cây. Cây nó to lắm. Em để mấy cái dĩa trong đây. Góc dưới đây nè. Em lấy bằng thỏ ra cho cô chị xem. Phần gốc bể của nó là nằm vậy. Cao lên. Lên tới lúc trên. Cây nó nằm như cái thế bay đi cô chú anh chị. Cây nó vậy. To lắm cái tre ngà nha cô chú anh chị. Cái tre ngà trong miền Nam em gọi là cái tre vàng nha. To. Thì đợt hồi nãy cô chú anh chị đã thấy lá nó tùm vậy đó, rồi em cắt trở lại thì chỉ như vậy thôi. Rồi cũng như cái cây bên này, chia sẻ với cô chú anh chị cây bên này nè. Cây bên này em đã cắt một lần rồi nè, hôm nay lá nó nhuyễn trở lại rồi nè, nhưng mà như thế này là đã tùm lại rồi nữa nè. Thì chừng khoảng nửa tháng nữa em cũng phải cắt lại cây này một đợt nữa. Nửa tháng nữa là em sẽ cắt cây này còn qua một đợt.
Cái này em có để một măng tre rất là cao nha, để treo được một cái lồng chim mình nuôi chơi nha cô chú anh chị. Cây này thì chi tay nó đều, nó đẹp. Ở trên đây làm treo được cái lồng chim nè. Đó, cái nhánh này đưa ra treo được cái lồng chim. Đó, thì mình cắt một lần cái cây hồi nãy em cắt là mai mốt nó sẽ ra y như vậy nha. Lá nó sẽ nhuyễn được như thế này. Cây này cũng cây tre ngà nha cô chú anh chị. Rồi, tiếp tục chia sẻ với cô chú anh chị nha. Đây là cây này là cây si nè. Si. Em cắt mà đọt nó lên nè cô chú anh chị. Cây này thân của nó cũng được ba mấy 40 vậy. Thân nó lắc lượng nha, lắc lượng. Chiều cao của cây này thì khoảng cỡ tầm 1m3 nha. Đó. Cây này cô chú anh chị thấy trái không? Nó già là nó ra trái như thế này nè. Nó nhánh ra trái như thế này. Kỳ hôm trước cái nhánh này là nó ra trái đỏ nhánh hết luôn nha. Rồi nó rụng thời gian nó sẽ ra trái lại. Đó. Cây này thì vàng nó như thế cô chú anh chị. Rễ nó trên đây cũng buông xuống nè. Cây này tán ngang khoảng cỡ chừng 50. Rồi em thả một cái chi dài xuống á. Cây này nè. Nó bị nắng và nó có hai vết lũa này nha. Nhưng mà hai vết lũa này thì nó cũng đã sành, nó kéo sẹo lại này cô chú anh chị, không ảnh hưởng đâu. Mai mốt mình đục gọt ra có thể là nó còn đẹp hơn nữa. Cây thì nó phải có những cái vết lũa đó, nó mới làm cho cái cây già đi. Cây si này chiều cao khoảng 1m3, nằm trong cái phòm như thế này. Nếu cô chú anh chị nào ở trong thành á thì giao lưu nha. Như cái này, cái cây này em bút ship đi thì tiền ship nó nặng quá, tiền ship nó cao tiền quá nên thành ra là bán thì cây si nó cũng giá trị nó cũng không cao lắm, mà mình bán cái giá cao quá thì cũng không ấy. Cô chú anh chị nào ở trong thành, cây này em bán chỉ 2 triệu nha, em bao ship trong thành nha cô chú anh chị. Em còn để rầm lum hết cái rễ nữa nè. Cây nó lắc lượng nha, cuốn sắn ốc cũng đẹp lắm, lắc lượng nên rất là đẹp. Trái nó như thế này đó. Nó một cây si. Chiều cao khoảng 1m3. Em quay xa ra cho chú. Em cũng có cây tre này, cây tre này cũng em cũng cắt giật lại này cô chú anh chị. Này nè, mình nó tốt, lá nó nhuyễn lại nè. Tốt lắm luôn nha. Cây này khá là to. Nằm trong cái chậu này, chậu 70 á cô chú anh chị. Chậu tứ quý. Đậu tứ quý xưa cũ á cô chú anh chị, được 70 nha. Nếu mà cây này mà luôn cả từ chậu lên tới trên cũng gần 2m đó cô chú anh chị. Cái tán ngang của nó cũng mét mấy á. Chung là cây này rất là ok nha, rất là khủng. Cô chú anh chị nào mà chơi tre mà mình muốn trưng bày ở sân vườn mình hay quán cà phê đâu đó thì liên hệ qua em nha. Em có những cái tre to này. Số điện thoại của bên em là 0902781725 nha cô chú anh chị. Để em quay qua cái mặt bên này cây tre luôn nha. Nó hai mặt đều nhau rất là tốt nha cô chú anh chị. Cây rất là tốt nha. Rất là đẹp luôn. Xanh mướt, mướt mượt luôn nha cô chú anh chị. Cây tre ngà nha, cây tre ngà rất là to nha, thân rất là to, xanh mướt mượt luôn. Phía bên kia nó cũng nhảy mấy mầm măng. Cây này cô chú anh chị nào ở trong thành á, em giao lưu với giá hữu nghị nha, để về mình trưng bày quán cà phê được nha cô chú anh chị. Rồi tiếp tục, phía bên này nè, em cũng có những cây tre này nè, nay cũng thành công rồi cô chú anh chị, cây tre ngà. Chung ra bên em thì tre thì cũng khá là đeo rồi này kia đó, thân bệ gốc đồ cũng còn nhiều nha cô chú anh chị, nhưng mà nó chưa có gọi là ok lắm nên em chưa có quay clip thường xuyên cho cô chú anh chị. Đó, như cây này nè, những cái mầm của nó nè lên nè, em uống nắng cho nó
nhìn cũng độc lạ lắm nha cô chú anh chị. Thân cây này hiện nay đã thành công, cây này đã thành công, em làm cái tàn cũng hơi to tí. Cây này mình thay chậu nữa là đẹp lắm nha, thay cái chậu vô là cây nó sẽ đẹp tuyệt vời luôn. Cây này thì bữa hổm em cũng có giao lưu với cô chú anh chị là 2,5 triệu, nhưng mà cây này hôm nay nó khá to rồi, nếu mà bút xếp thì phải kéo tàn gọn lắm luôn á cô chú anh chị mới được. Ở trên đây em làm có hai cái nhánh dày dày giống giống như bàn cà vậy đó, nó tự dưới lên. Và những cây này em bán trong thành á thì nó dễ dàng cho em nha. Rồi qua bên đây nè cô chú anh chị, hôm nay là những cây này nè, cũng có thể là tuần nữa nha, tuần nữa em sẽ lên clip giao lưu với cô chú anh chị. Nay là nó búng mầm ra hết dày rồi, búng mầm ra hết dày rất là ok nha. Có cái cây này nè, em làm cái tán bằng cà rất là đẹp luôn nè, tán bằng cà ở dưới thì một cái củ nè, cái củ nó như thế đây, củ nó to lắm nha. Lên trên em làm một cái tán bằng cà rất là đều nha, thì ở dưới đây mà có cái củ như thế này đây, cái này là cái đeo tre nha. Lên trên là cái tán bằng cà nữa thì rất là độc đáo nha cô chú anh chị. Đây nè, những cây này hôm nay cũng ra mầm hết rồi nè, thì khoảng chừng tuần nữa thôi ra hơi đều đều mầm lại một tí là em sẽ giao lưu với cô chú anh chị nha. Tầm tre mà cỡ những cái đeo tre như thế này nè là giá từ 1 triệu cho tới 2,5 triệu nha. Rồi em có cái cây này em giao lưu với cô chú anh chị cũng 1 triệu nè. Hôm nay lên cái tán bằng cà đẹp lắm, cao lắm luôn rồi. Cây này mà lên 1 triệu thì cũng tội cho em, em bút xếp chắc cũng hết 200-300 ngàn. Nhưng mà mình phải giao lưu với cô chú anh chị như vậy, nó có một nhánh một hơi lên thôi, nhánh một cũng khá là to để đủ cái tàn làm cái bàn cà, làm tán bàn cà. Số lượng tre này thì hôm nay cũng đã nhảy mầm. Có những cây em cũng làm mà nó lên những cái thân mầm măng á, em sẽ kéo những cái tán bàn cà nhỏ nhỏ nha cô chú anh chị. Những cái đeo tre nay lên như thế này, cái đeo này khá là đẹp, đeo này 2,5 triệu nè cô chú anh chị, khá là to, đeo to lắm, đẹp, phải nói là đẹp. Nay là nó nhảy mầm ra thấy thương lắm. Đây những cây này, cái này là cũng là 2 triệu nè, khá là đẹp nha. Tìm những cái đeo tre này rất là khó nha cô chú anh chị. Bây giờ em chỉ hồi đó em đi tìm qua một đợt đó rồi thôi, em phát hiện tìm ra một đợt đó rồi tới bây giờ đâu còn tre nào đâu nữa mà để mình là có những cái này nữa cô chú anh chị. Tại vì một cái đeo tre như thế này cả chục năm nó mới tạo ra được một cái vậy nha, có thể hơn nữa, em suy nghĩ có thể hơn nữa đó. Rồi, em có cái cây này cũng tán bằng cà, tán bằng cà. Hay cô chú anh chị nào mà ở trong thành á, ghé qua bên em nha, xem tận mắt mình giao lưu nó sẽ ok hơn nha cô chú anh chị. Muốn chơi tre ngà là bên em là nhiều nha, bên em là đa số là tre ngà, dòng tre ngà. Những cây này hôm nay tốt, em cắt rụt rịch trở lại hôm nay nó lên tàn lại mịn hết nè. Cây này thì hôm nay rất là vip của chú anh chị ơi, cây này rất là vip luôn. Cái tre nằm trong cái bình này nay rất là vip, tàn lên mịn đẹp tuyệt vời luôn. Cây này em làm cái dáng như thác đổ xuống đó, dáng quyền đó cô chú anh chị, cắt lên hai cái tàn. Những cây này giờ là em bút xếp trong thành thì nó dễ nha cô chú anh chị, bút xếp đi xa thì nó khó, nó nặng nề lắm, nặng nề lắm. Này, rễ nó ra nè cô chú anh chị, rễ nó ra khỏe, cây rất là khỏe, lên hai cái mầm rất là tốt. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi clip của bên em nha, chia sẻ với cô chú anh chị và giới thiệu thêm về những cây tre bên em nha. Cô chú anh chị nào có nhu cầu về vấn đề mà tre ngà đó, cây tầm trung, tầm nhỏ bé xíu em cũng có, nhưng mà nếu mà nhỏ bé xíu thì em bán dạng combo cũng 2-3 cây nha cô chú anh chị. Mình mua 2-3 cây thì có thể là giá phải từ 400 ngàn em mới bao ship được nha. Nếu mà mua được 2-3 cây, tổng cái đơn của mình được 400 ngàn đó,
em mới bao ship được nha cô chú anh chị. Đây em cũng có cái cây ngải bên này khá là to. Rồi em cũng có siêu tầm thêm những gốc bông bụp này cô chú anh chị. Đó. Gốc cây dâm bụp. Đó, siêu tầm thêm những gốc này. Những gốc này thì cỡ gốc về em bán 500 ngàn. Đã lên khỏe về luôn nha. Lên khỏe về em bán gốc này 500 ngàn. Gốc này cũng khá là to nha. Gốc bông bụp này cũng khá là to. Còn cái gốc tre này thì vĩ đại rồi. Gốc tre này em bán 2 triệu rưỡi nha. Khủng lắm. Lên tàn. Mịn lắm. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi clip hôm nay nha. Chúc cô chú anh chị được nhiều sức khỏe, vui vẻ. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều.